Hello everyone, how are you today? Today I'm coming back this Saturday. I would like to show you what I'm cooking today. But first, before we cooking, I would like to say thank you so much for my week birthday from last week. I'm 42nd, 42 year old, and I was born 1978. So thank you so much for the week and the sad birthday week and the gift sent to me. That it mean a lot to me and I'm so happy and happy Nick and I'm so thank you so much. Xin chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Hôm nay Mai Ca quay trở lại. Mai Ca muốn giới thiệu cho cả nhà Mai Ca nấu món gì hôm nay nha. Lát nữa chúng ta sẽ biết, nhưng mà trước hết nấu Mai Ca sẽ gửi lời cảm ơn rất nhiều đến các bạn và các anh chị em đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Mai Ca vào thứ bảy tuần trước. Cảm ơn món quà đã gửi lời chúc rất là nhiệt tình và Mai Ca rất là hạnh phúc, Mai Ca rất là cảm ơn. Bây giờ chúng ta hy vọng là mọi người khỏe và hạnh phúc, phát tài, may mắn và thành công nhé. Thật nhiều sức khỏe. Bây giờ hôm nay chúng ta chuẩn bị nấu một món ăn nha. Đây là món ăn gì mọi người biết không? Đây là món bún bò Huế. Bún bò Huế này là bún bò Huế người Đà Nẵng nha. Mai Ca là người Đà Nẵng cho nên Mai Ca sẽ cho mọi người biết Mai Ca nấu bún bò Huế của quê Mai Ca. Hy vọng cả nhà thích và like và subscribe cho Mai Ca và đăng ký ủng hộ cho Mai Ca để Mai Ca có tiền Mai Ca đi làm từ thiện nha cả nhà. Cảm ơn. Thank you so much for watching my video and thank you for my birthday week. And today I would like to show you what I'm cooking. I'm cooking for Vietnamese spicy beef noodle, but not spicy. We call the name of spicy beef noodle because we got two noodle sub, so we use this noodle for my hometown. We call it bún bò Huế. So Vietnamese spicy beef noodle bún bò Huế. So today I would like to show you how I'm prepare the food and I cook it in my hometown food. So I hope you love and enjoy and like and subscribe for me. And I need have money for do charity. Thank you so much. So now we get ready to start now. What I show you today. So now we start right now, right? Yeah. Thank you so much for watching. So I have this one for fish sauce. I got the oil and I got a maggi beef, salmon for cook, and I got salt here, and here I got the Vietnamese mắm rút Huế. You don't have to use this one if you don't live in Vietnam. You cannot buy this, so you don't have to use this one. You use 1, 2, 3, 4 for me. So here I have the vegetable. I got the mint leaf, and I have a banana leaf. Flour and I got kangkung and bean sprout and I got red cabbage and white cabbage and I got this one a mussel and I got a coriander here. That one we use with the noodle soup lighter. And over here I got chili powder and I got ajinomoto. We need little bit ajinomoto. I got tamarind and I got black pepper and this one I made of special oil color, okay, oil color, so we use on the top lighter. And over here I have pineapple and I have a rice noodle, white rice noodle, bone size, the big size and the small size. I will tell you a story why I have the rice, the small and the big one. And this one I got a mango tin and rambutan. I was bought yesterday in the market, very special price, very cheap. I'm so happy. And over here I have spring onion and I got lemon, lamb and I got coriander and I have cabbage, Chinese cabbage. And over here I have a purple onion and I got yellow onion and I got little bit chili if you don't need it, okay? I leave over here. So I got here for white radish. I need to cook in the soup for lighter. And come back over here. I got the beef. I steam already last night, right? So ready for Thai. And this one I have little bit bone beef. And that one I got a Vietnamese special Vietnamese ham. You cannot find here. You cannot get here, so you don't worry about the Vietnamese ham for me, please, okay? So here I got the fresh beef, tender, we call the Felix beef, okay? Vietnamese call Felix, but in English we call Felix. So we use for lighter, I show you how I doing. So over here I got the meat, I steam for one time water.
I boil with the water and I clean up. I use little bit white vinegar and lemon juice. I clean and I steam. I boil for 10 minutes and throw the dirt water out and I use this for I'm cooking. I got 4 kilo bone, beef bone, okay? You don't have to get the strong beef bone, but you can get the small bone, you can cook with the beef. And I steam already, I boil, I wash already, very clean. So now we leave here for we start to cook. So I have hot water and this pan I already cooked from last night. So I want to show you for the show lighter because it takes so long time for doing. So I got the water in the pan already empty. So now we start. So I would speak a little bit of Vietnamese for my Vietnamese people to understand. Xin chào cả nhà. Meka xin giới thiệu hôm nay Meka nấu bún bò. Meka sẽ set up những món gì để mình nấu bún bò nha. Thứ nhất là Meka có nước mắm bún bò và chúng ta phải có nước mắm. Sau đó là dầu, một tí dầu để lát nữa Meka sẽ khử làm nước màu dầu. Đây là cái gia vị bò. Nếu mà mình không có nước mắm thì mình vẫn bỏ được cái này dành cho những người ở nước ngoài thôi, chứ ở Việt Nam thì chúng ta không phải sử dụng nước này. Đây là sốt. And over here I have đây Meka có làm bắp cải màu tím, bắp cải màu trắng, tại vì ở đây mình không có tìm được những cái bắp cải như ở quê hương cho nên mình sử dụng những cái gì mình có, cho nên mong cả nhà xem ủng hộ Meka và không có thắc mắc, tại vì ở bên này một cái đất nước Trung Đông không có thể sản xuất mà làm ra được dụng cụ, tất cả hàng nhập ở nước ngoài vào, cho nên Meka cố gắng để đây là một bắp chuối, đây là minh, nhưng mà Meka không biết tiếng Việt là tất là cái gì, Meka quay mắt. Đây là bát sồ, đây là cái để mình ăn rau đó mọi người. Xong rồi cái này gọi là cái gì tiếng Anh tiếng Việt Meka quay mắt, Meka không nhớ tiếng Việt. Đây là còn bên này là rau muống Meka bào xong ha. Đây là ngò, đây là giá. Cái này là bạc hà hả? Không phải bạc hà, cái rau thơm gì Meka quên tiếng Việt rồi. Tiếng Anh Meka sử dụng nhiều Meka không nhớ tiếng Việt nữa. Bây giờ Meka có ở đây là bột chili powder nha, để Meka sẽ chỉ mọi người tại sao Meka sử dụng cái này. Đây là bột ngọt nha, bột ngọt mì chính. Đây là bột một tí bột nghệ, không phải nấu ăn đâu mà để làm khử làm nước màu. Đây là tiêu, đây là nước màu Meka khử từ cái bột nghệ Meka khử ra. Bột chili, bột ớt. Đây là Meka có thơm. Đây là Meka có mì bún trắng nhỏ này của thời xưa chúng ta ăn bún trắng với bún bò là bún nhỏ, bún bự, hay giờ là mình chế biến thêm bún bự. Meka có hai loại bún. Ở bên này Meka mới có mua cái quả chôm chôm với quả măng cụt. Hôm qua Meka đi chợ Meka mua rẻ lắm, từ ở bên Việt Nam sang qua đó, cho nên Meka mua được rất là rẻ. Đây Meka có hành xanh của hành lá xanh. Đây Meka có của xã nhà Meka trồng nha. Còn xã Meka mua là Meka mua xã này nó không có được đẹp, Meka bỏ Meka quay xã Meka trồng. Đây là ngò, đây là bắp cải trắng ha, tại vì mình không có rau đầy đủ, mình sử dụng bắp cải trắng để ăn bún bò. Củ cải trắng, hành trắng, hành tím ha, rồi chanh. Meka có ớt ở dưới này để lát nữa Meka sử dụng. Ở bên này là Meka có chị Bảo tặng, người bạn tặng cho Meka một nửa ký chả lụa để ăn bún bò. Meka để dành đây, hôm nay Meka nấu Meka phải biếu cho chị Bảo một nửa cho nên phải nấu. Đây là Meka có bò bắp Meka luộc sẵn rồi nha, một tí thịt heo Meka để đây để lát Meka chưng cho Việt Nam. Meka không dám nói tiếng Anh mọi người thông cảm, ở bên này là đạo hồi Meka không dám nói tiếng thịt heo tiếng Anh cho họ biết nha. Đây là có xương bò nghe, Meka luôn nấu hồi tối bún bò Meka vớt ra. Ở bên này là Meka có xin lỗi mọi người, Meka có thịt bò tái nha, lát nữa Meka sẽ sắt làm tái nha, tên bỏ trên bún bò. Đây Meka có bò bắp nè, Meka trụng rồi, trụng qua nước giấm nè, với lại xả nè, với lại nước chanh nè, trụng xong rồi luộc 10 phút mà đổ nước rửa sạch Meka để sử dụng. Mình nấu xương là Meka có 4 kg xương bò rồi, mình không có xương ống bự thì mình vẫn nấu xương bò nhỏ được mọi người nghe, mình vẫn ăn được. Đây là Meka có mắm rút Huế nha, nếu cả nhà không có mắm rút Huế thì không vấn đề gì, không phải nấu mắm rút Huế cũng được, không có sao. Đây là muối. Đây là cái này là để dành cho những người nước ngoài ha, mình không có tìm được cái nước mắm thì mình nấu cái gia vị bò này cũng được, dầu ăn nước mắm. Rồi bây giờ chúng ta phải sử dụng nha. Bắt đầu chúng ta nấu.
Thank you so much. Now we start to cook now. So I show you how I start beginning right now. First, I have a bone beef here. I boil already. So I wash, I clean. Now I leave here. So now I put all in the pan. So got the big pan of water here. I heat on. Okay. Now I heat on right now. Yeah, I leave over here. So now first, I use the beef I put in here. Okay, for this one I cook 4 kilo bone. I cook like for maybe for 5, 6, or 7 people can eat. Okay, this for big family because I got guest today come in. I got a Philip from Canada and my boy from Thai, Sai Cha here. So I got another family. So I cook a lot today for my guest come. Hôm nay mấy cả nhà mấy cao có khách đó. Người bạn Canada, với lại người bạn Thai, người bạn Thái, với lại một người gia đình, một người bạn Việt Nam. Đó, mày ca nấu nhiều. Rồi, I put over here, I put all the bone in here. You see, I got half water already, I boil. Now I have this water, I put more in. Watch and see, I put more. How many water you like, you can ha. Mọi người cứ đổ nước vừa đủ gia đình mình ăn nha. Đó, muốn nhiều nhiều, muốn ít ít nha. 4 cái xương này là có thể là ăn được 5, 7, 8 người lận mọi người nhé. Đã, I put right there now. Okay, so I leave over here. So now I leave this. I tidy up this one. So I put the bone now. So now I use first. I use the sauce for this pan 6-7 people. I use 2 cups. 2 cups salt, okay? Book how much you need to test, okay? Don't book too much, and after that, the too much, well done, you cannot, huh? That's it. So, leave it, and we need to book fish salt, okay? Because beef, spicy beef noodle, you need to book fish salt. So, I book it. Mọi người biết sao không? Mình nấu bún bò, mình cần phải có nước mắm cả nhà nha. Cả nhà phải thông cảm tại vì người Bắc họ không thích ăn nước mắm nấu trong bún bò, nhưng mà người Huế là nấu bún bò là nước mắm nó mới có gia vị, nó mới có đậm đà, nó mới ngon. Đó, mấy ca đổ cũng được 5 muỗng nước mắm nha. Đó, hai muỗng muối, để mình cứ để thử đi, sau đó rồi nó không vừa là mình nêm thêm nha cả nhà, không phải vấn đề, đừng lo. Tại vì người Bắc ăn nhạt, người miền Nam ăn mặn ngọt, người Trung ăn mặn ngọt, người Việt Nam ăn hơi mặn mặn và hơi ngọt ngọt một tí. Mấy ca không thể bỏ cái này vào ha. Bây giờ mấy ca nấu theo kiểu nước ngoài. Mấy ca bỏ cái này vào ha cho mọi người xem ha. Đây. Mấy ca bỏ một cục beef ha, cái này vào nha. Nếu mà mọi người không mua được nước mắm ha, mọi người hãy nhớ nè, bỏ một cục này vào ha. 2 cục vào. Yeah, you can book this one on if you don't have a fish sauce, okay? You can buy the Maggi beef, beef flour. You can use for cook for this soup, no problem. Very nice, very tasty, don't worry. Cả nhà sử dụng cái này nấu bún bò vẫn tốt. Mọi người nghe, nếu mà không tìm được cái gia vị của Việt Nam hoặc là nước mắm, sử dụng cái này cho mai cá nhé. Sau đó rồi, bây giờ đến thực thái là mình bỏ cái... bắt đầu mình bỏ củ cải nha. I show you. Now I use the white radish. Okay? I cut white radish. 1, 2, 3, 4, 5. I put white radish in the bone. You know why I put white radish? White radish make the beef, the bone beef come and the meat come very soft very quickly. Take long time. That's why we put white radish. After you can eat with white radish. That's very nice. Tại sao mấy ca bỏ củ cải trắng khi mấy ca nấu bún bò? Tại vì khi mình hầm cái xương nó rất là ngọt, và thứ hai nữa là thịt nó rất là nhanh chín, mà xương nó cũng rất là nhanh mềm, cái nước nó rất là ngọt ha. Cho nên tại sao mình bỏ củ cải trắng? Đây nữa là mấy ca có thơm. Here I have pineapple. So pineapple I leave like that. Now what? I put what inside? Yeah, look, I tie it water and I tie one more. I take the juice come out. 3, I do like that. Pineapple make the soup with it. Now I have 3 legs. 1, I put in. 2, I just keep like that, okay? Yeah, I put all inside. Oh, look so yummy already. Yeah, I leave over here. And now I have
yellow onion and purple onion. So I don't tie this one row away when you put in the soup. Please, you keep this one format the onion, the whole like that. Mọi người đừng có vứt cái cọng này nghe, để giữ nguyên cái này để cho giữ nguyên cái quả ăn, giữ nguyên cái củ hành nó không có bị vỡ ra nha mọi người. Đó, mình cắt vừa trên đầu bóng đó. You cut for, you tie for quarter and don't tie all, half only. You keep all, keep this one, don't cut this one out, then drop it out. You keep like that, you put inside for me. And the second one also, you do exactly four quarter and keep this one, don't take away, because you take away this one after the onion, the roll out everywhere in the pan. You keep like that until you cooking, you roll away after 50 cook, you roll away, keep inside for me. And now make a có xả nha. Yeah, I have lemongrass for my family cooking. Để help mà cái búa để mấy canh dụng cụ nấu đồ ăn đây. Đó, mình ta bầm. Yes. I tie this. I put do this side. And I cut this one away. Yes. I leave over here. Now I tie it back again. I keep like that. So I tie it. And mọi người đừng có cắt xả nha, sắc nhỏ nhỏ xả mà mọi người mà bầm bỏ vào là lát nữa mà mình ăn bún bò là cái nước cái xả nó nổi vô con bún bò mình ăn cái miệng nó nhám nó kỳ lắm. Mấy ca hồi xưa mấy ca mới học nấu bún bò, mấy ca thử rồi ăn nó kỳ cục. Mình không có nấu bún bò và mình không có bỏ dầm bầm xả bỏ vào, no need. Rồi leave that you cook until the end, you just roll away. I have one more here, you see, this in my home. I do a roll outside my garden. Looks so beautiful, very fat. I just put this. Yes. So look at that, I cut. Okay, I leave it. Yes. I can tie it like that also. Inside. Yeah. I put inside also. Now I keep this one away. Rồi, I'm done. Now I'm set around here. Let's see. Wow, look at that. Yeah. Okay, I cover. Now the second time. Now I try to use this hot water. Mấy ca làm rút nha. Bây giờ mấy ca lấy rút ra. Mấy ca lấy rút ra để mấy ca bỏ vào, mấy ca làm đổ vào đó nha. Nếu như mọi người ở nước ngoài mà mình không tìm được rút hết mình nấu á, không vấn đề gì cả nhà nhé. Không có sao hết. Mình không cần nấu rút hết vẫn ngon. Ok, vẫn ngon. Mà có thế thì nó hơi đậm đà nhưng mà người nước ngoài họ không thích ăn mắm rút nhiều cho nên chúng ta phải pha loãng mắm rút ra mọi người nhé. Mọi người đừng có để mắm rút nó nặng quá, người Tây họ không ăn được. Ông xã Meka là người Tây, anh ấy là người Anh cho nên anh ấy không có ăn được nhiều mắm rút cho nên chúng ta phải pha loãng ra như thế này, bỏ một tí xíu. If you don't have this Vietnamese brown salt, you don't have to use on, okay, because they're a little bit strong for English people, okay, for Vietnamese Asian, okay, but you don't have to. You don't have to use this, okay? No need to use this one if you don't like it. Yeah, I put here. Wow. I leave this. Now I keep in the corner. After I put on, I let it come down a little bit. So now what I do? Okay. Now I try to show you how I'm doing. I got the oil here. I put the pan down over here. Wait a second. I use the pan, small pan, how to make the oil color. Okay. Use over here. And now I have chili powder, tamarind.
Maika có cái bột chili và đây là bột nghệ nhé. Maika đổ chung vào, Maika làm đúng là chúng ta phải có hạt điều. Ok, Maika có dầu hạt điều mà Maika còn một tí xíu. Ở nước ngoài chúng ta không thể tìm được dầu hạt điều đâu. Ở Việt Nam Maika phải mang đi 2 kg, Maika xài hết rồi. Ok, so I show you how to make it easy way for you and how to make the oil color to put on the top later. First you have to put in. Yes. Right. And second one, chili powder. Now you put the turmeric. Maika bỏ bột nghệ vào với lại bột bột ớt vào nha. Đó, để mình làm cái nước màu á mọi người. Đó, mình làm cái nước màu. Đó, mình làm nước màu để lát nữa mình bỏ lên cái bún bò cho nó đẹp màu nè. Đó, mình không cần cái hột điều cũng được nha, mình vẫn sử dụng cái này mọi người nhé. Đấy, cái đây là cái Maika tự chế biến mọi người nghe, thông cảm tại vì ở đây mình không có tìm được dầu hạt điều. Mình không có phải mang từ Việt Nam sang ở cả nhà cho nên mình không có mua được đâu. Ở đây đâu, Maika tự chế biến đây. Khi nào Maika không cần không có là Maika tự chế biến. Maika làm dầu nè. Đấy. Ok, it's ready done. I keep over here. I let that come down. Now I return back the bowl. Yes. I keep it. So I let that come down a little bit and after that I put outside. Now I leave over here. And now what I put in? Now I try to tie the bib. Now I set up the noodle for now first. Okay, I got two options. So I put the hot noodle here. Hot water here, Maika bỏ nước nóng vào nha để Maika trụng bún nè. Rồi Maika lấy bún ha. Rồi Maika bây giờ Maika lấy bún nha. Đây. Ok, Maika trụng vào nước sôi này ha. This one is hot water. You steam the noodle. Make sure the noodle that come out, the no sticker, and the very fast. Yes. You put this one. Put in here. This one is small noodle from my hometown. The old tradition before we use. The small one, but now we move to Ho Chi Minh, so we use the big noodle. Yeah, I leave over here. Now I do the third one. I make the big noodle. Yeah, for the big bowl. Yes, that's one. So I try to steam, trụng bún mọi người nghe, trụng cho nó bún nó ngon. Yeah, you have to clean up for hot water, make sure the noodle the no stick. Very fast. Yes. Mọi người biết không, bún bò này là làm rất là công phu lắm cả nhà. Có khi cả tiếng đồng hồ mới xong đó mọi người biết không. This one to take cook for like 1 hour to have this one for family. Take time to do too much work. But the taste so beautiful, don't worry. Okay, I leave over here. And I leave the hot water in corner here. So now I try to book the cut the beef. Yes, I tie beef this one out half. Okay, look beautiful. Wow, look so beautiful. And I love this one. Cái này là thịt găng đó cả nhà. Găng rất là ngon, Maika thích cái thịt găng này lắm. Đó, Maika thích cái thịt găng này lắm. Bạn Maika cũng thích lắm. Đó, I leave over here. Now look at that, so beautiful. Now I slice. Slice, huh? Slice. No, very thick, huh? Very thin. Mm.
over here. A lighter I put in the bowl. So now I got the Vietnamese ham. I cut half. Look at that, so beautiful. Take it out the banana leaf. Đây là chả lụa cả nhà nhé, chả để ăn bún bò đó mọi người. Cái này là chị bạn chị cho, chị Bảo chị tặng cho Mika, Mika để dành đây. Mika hứa là Mika nấu bún bò rồi Mika sẽ biếu cho chị Bảo để hai chị em cùng ăn chung á. Đó, hôm nay Mika cắt nha. Đó, đó mọi người cắt vậy đó cho nó đẹp ha. Mika để qua đây rồi Mika để sang đây ha. Rồi lát nữa Mika trải đây đây, bây coi có thịt bò tái nè. This one I got the fake beef right here. I take it out. We call it fillet, very tender beef. Okay, I tie very thin. Yeah, look. Mọi người nhìn thấy ngon không? Ngon lắm. Cái này nấu rất là công phu cả nhà. Đó, Mika nấu mất thời gian lắm nhưng mà rất là ngon. You take time for cook this one because they're very special noodle, very healthy and we call the classic noodle. In my hometown, I cook before I live in Kuala Lumpur, Malaysia. I cook, my friend come, they love it. They love it. Now they're thinking of me about this one all the time. If I see me, they see me the show I cook now, they will thinking of me, they love it. All my friend come to my house, they eat two bowl. Okay, two bowl beef, one not enough. Okay, Sai Cha also, the one, the lady hold camera ni. She have two bowl. The first time I cook for Sai Cha, right Sai Cha? Yes. So you eat two bowl, right? First time you come to visit me. Funny. You love it, sweetheart. Yes. You love it, sweetheart. Thank you, I cook for you today, baby. Thank you so much for hold camera and thank you. Mika quay bằng điện thoại mọi người nghe bình thường nhé. I made a video for my phone camera. I don't have any camera. So mọi người biết sao không? Cô bạn Thái nè, mọi lần đầu tiên của đến nhà Mika của ăn hai tô bún bò. Một tô không đủ, mày nấu ngon quá, mày cho tao thêm một tô. Bạn Mika đến nhà là ăn hai tô còn mang về, xin mang về cho chồng cho con nữa. Rồi I leave over here. The beef, fake beef here. So now I try to lift this one out and I want to show you how I take the beef. You see the beef already here, right? The beef already well done. You see, you need to take off this one, okay? First, don't keep so long, half an hour. You take this one out for me. Don't keep so long the well done, okay, please? Yeah, you take it out for me right now. When the well done, take it out and leave the corner here. When the come down and you, and the bone you keep it, okay? Keep the bone here until to the end, huh? Don't have to cut off the bone. You keep like that for me. Yes. So now the boy I keep here, I cook for later, okay? So I don't have much time. So you keep that one until need a slow get 1 hour after the test. You test everything okay, mood out, okay? Use the soup to use on the bowl. Now I have this one from I cook already this morning. So I want to hit it on and let it. Now we try to use the, okay, I have this one, I do a oil chili. So when I show you how I do the oil chili, this one they call no chili, but little bit oil, so don't worry so much, okay? We make the nice color for the beef lighter. Yeah. Yeah, look at that. Oh, see? You put in here, you use lighter, you make the color, you put on the top for the noodle and make the color beautiful, but then no spicy, okay? So don't worry. Cái này ớt bột này nó không có cay mọi người nhé. Cho nên mọi người đừng có sợ là nó bị cay, nó không có cay. Nó chỉ làm mình làm màu thôi cho nó đẹp màu thôi. Chứ còn nó cay là không cay được mọi người nhé. Mọi người thông cảm, không có cay. Cho nên mọi người đừng có lo, nhiều người bảo chị ơi, chị nấu cay em không ăn được. Không. No spicy. Okay, no spicy, you don't worry. We make the color. Mình làm cho cái màu nó đẹp á, giống như mình làm cái màu dầu hạt điều á. Nhưng mà dầu hạt điều ở đây Mika không có hết rồi.
Cho nên bây giờ mình chế biến theo cái kiểu như của Maika là mình tự chế nha. Đó, thấy không? Mình làm đó, đó là cái nước màu đó. Maika làm mà tối bây giờ Maika cũng làm đây nè. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đó, rất là beautiful ha. Very beautiful. Yes, look at that, so beautiful. So I just show people this is the color. I do the color, oil color for you book in a sub lighter. I make from the turmeric and chili powder and dark one, dầu hạt điều của Việt Nam mọi người nghe. Còn có tí xíu nè, nó cũng giống nhau thôi, có cái gì khác đâu. Okay, so now I heat this one hot first. So I read it down already. Now, so I try to set up. So I go come here. I show how I use this. So now I got this one. I use this one for the vegetable for Vietnamese with you. Yes. So I got little bit basil, mint leaf. I put over here and. Cần cuốn and white cabbage. Okay, I leave over here for you. You see? Yeah. And I got the banana leaf over here. I put in here. Okay, leave it for the show lighter. I show you. Yes. And this one, I got this now. I put in here. I put here, yes, and I put little bit fresh beef. I put on the top. Yes, look at that. Yes. Okay, I leave over here. Now I do the, and this one for Vietnamese, I put little bit bone in here. Okay, and I got this basil, I put here. Yeah. I put little bit black pepper, bỏ tí tiêu mọi người nha. Rồi bỏ tí bột ngọt vô ha, tí xíu thôi. Yeah. Xong rồi, I do next one. This one I do for the English people. So, you watch and see. Yes, I book this for you, ham. You don't use ham, it doesn't matter, okay? You don't have to. I book the salt here, the fat beef here, right in the middle. Yes. I leave over here. Yes, so now I try to tie lemon, lime. Okay. I use the lemon here, lime here for you. Yeah. Now I try to make little bit fish sauce. Book here. Okay. Keep all the corner here. And this one. Now I try to tie the onion. Half and leave over here. Yeah. Mọi người ăn ớt thì bỏ ngay, mấy ca để tí ớt vào đây. Now I tie this yellow onion. Okay. Now I got the spring onion. I tidy like that. I put in here for 5 minutes. Okay. Yeah. Okay. So now I use the green spring onion. I cut small. Yeah, do like that more quickly.
Yeah, look at what I cut. Very thin. Mọi người thấy Meka cắt không? Cắt nhỏ nhỏ mỏng mỏng này mình bỏ lên cho mọi người nha. Mọi người hãy làm nấu như Meka nấu thì rất là ngon. Cái nước nó trong mà bún rất là ngon, rất là... cái vị của bún bò nó không hôi mà nó rất là ăn rất là ngọt. Mọi người biết không, Meka nấu mà bạn bè Meka đến là phải nấu thêm một nồi nữa để mang về. Mẹ đem về cho ông xã cho con nó ăn á. Ai đã từng ăn bún bò nhà Meka là biết là bạn Meka ăn là Meka, bạn Meka khen lắm. Use this, leave a corner here. I got a coriander. Now I put coriander. Okay. Okay, I tie slowly. Okay, so now I put spring onion on the top. I put coriander a little bit. If you don't like coriander, you don't have to put too. Yeah. All time. Yes. So I leave over here. I put now I start to use this sub that boil already. So I move over here. One plate and this one for here, okay? So let's see. Yes, like that. And noodle. Okay. Now I try to put the bowl inside. Okay, the boil already. Now we leave here. I use this spring onion I put here. Meka bỏ cái này vào. Ha, xong rồi. Bây giờ Meka chế nha. Meka múc cái này Meka chế cho cả nhà nhìn xem ha. Đó. Cái nước Meka nấu còn ngon không? Yes. Meka bỏ vào đây đi, nặng lắm. Yeah. Meka put over here. I show you some people. Yeah. Look this side. Yeah. Yeah. Okay, done. Little bit oil. Yeah, little bit on the top. Yes. So now, the step I use the oil I put on the top. How much you want you put on, okay? Yes. Look at this. Okay. And this one for tradition in Vietnamese, long time ago, we used in my Da Nẵng, my hometown Huế, we used the small noodle. After the my hometown people moved to Ho Chi Minh after Vietnamese war finished 1975, and we don't have a small noodle, but we like the big noodle, so we try, we move the small noodle, we use the big one, so that this big different test, you know, to try. Mọi người biết sao không? Tại vì cái mì, cái bún bò này là cái mì, cái cọng bún to này là ở Sài Gòn mình chế biến, còn có thời xưa là Meka ăn là ở quê gốc Đà Nẵng họ xài cái cọng bún nhỏ nha. À, bây giờ ở Sài Gòn người ta xài cọng bún to, bạn vào Sài Gòn là bạn tìm cọng bún nhỏ là không có bún bò, toàn là cọng bún bò to mà ăn cũng rất là ngon ha. Đó, bây giờ I do the next one. I do this. I use the spring onion in here. I put here. Now I put out on the top. Yeah, like that. So now I move the sub on. Okay. I put over here. Yeah. Put back. Little bit oil. Right. Okay, done. Now over here. Yes. And I put the oil on. Color oil. Use on the top. Yeah, look.
So delicious, huh? Yes. And now I have an option. I got the bone. I got the white radish here. You want, you put white radish on, okay? Yes. And if you don't want white radish, you don't have to. Yeah, you put white radish on the top. Yes. So now I have a bone here. So I keep it, I don't have to use now. So now I turn off, I close this one. So I put back over here and I return back the big pan I cooked before, I show you, and put up here. Okay, so now I open this and what I did, I have the fish sauce before here, right? So I want to use inside, look, I use the cling. I use the cling, mọi người thấy không? Cái mắm rút nó bị tan rồi nè. Giờ mình để, mình bỏ cái mắm rút trong vào nha. Mình chế từ từ vào, mình lấy cái nước trong thôi. Mình không có lấy nước đục nha. Mình chế nhẹ ha. Slowly, I use the clean water only. I don't use the old one. So, okay, done. Finish, I leave over here. I don't use that one á. Mọi người, cái nước đục này không sử dụng nha. Mình để cho nó ấy. So, look, I do now. Everything okay. Yeah, this is really for a taxi. Oh my god, so nice. So mày cầm muốn sử dụng, muốn nêm thử cho mọi người xem cái nước nó như thế nào. Oh my god, so nice. Beautiful. We put a little bit salt, more salt. Little bit more salt, okay. Yes. And a little bit fish sauce. Oh, done. Rồi, bỏ một tí bột ngọt mọi người nhé, xíu bột ngọt thôi. Yeah. Oh, good. And we get here now. Oh, look at that. So beautiful. Look at. So I just show people the soup look like. Yeah. So beautiful. It's done. You, so you, after that, everything finished, you move the soup. You book in the noodle. You set up the noodle. You move in. So this is my done shop. I live here. I use for lighter. So now it's my show. It's done. So I thank you so much for watching. And have a lovely day. This one mine. And I would like to show you how the noodle look like. So Saja please show the noodle, look at the noodle I cooking, oh look so yummy. Mọi người có nhìn thấy ngon không? Look, oh beautiful. Yeah, beautiful look. So beautiful, so yummy ha. Huh? And this one also. Oh look at that, beautiful. Huh? Thank you so much for watching. And have a lovely day. Đây là nấu bún bò mọi người nghe, đây là xong rồi, đây là món bún bò gốc của người Đà Nẵng mà không được bỏ cà chua, không được bỏ huyết. Tại sao em thấy ở bên Mỹ các anh chị em bỏ huyết, bỏ cà chua là chế biến nó sai. Khi chúng ta bỏ huyết, bỏ cà chua là chúng ta đã nấu một cái món bún khác rồi ha, chứ nó không phải là một bún riêu, nó sẽ xảy ra bánh bún riêu rồi đúng không cả nhà, cho nên không được bỏ cà chua mà cũng không được bỏ huyết nhé. Đây là món bún bò huyết chính thống của người Đà Nẵng Mai Ca, của người Huế nấu, cũng ở miền quê nấu cũng rất là sai đó. Người Đà Nẵng Mai Ca là nấu rất là nổi tiếng vì bún bò, cho nên khi mà các bạn ở Sài Gòn ăn một tô bún bò mà nhìn thấy cái trắng gốc của người Đà Nẵng là cái nước nó rất là trong, cái nước trong cực kỳ mọi người nha. Nhìn thấy cái nước không, cái nước này, you look at the soup, very clean, huh? Very clean, very beautiful soup. Beautiful, it is 100% for my hometown. And I want to show you today. I have cooked for 10 years. I have a lot of friends come to my house and enjoy so much for this noodle. Ever my husband, he eat two bowl for that. Okay, one meal enough. So all my friends come, all they love it. I need this spicy big noodle, but not spicy. We use spicy name, but not spicy, okay? Because we got two options noodle, so we use this one spicy big noodle. We call it bún bò Huế.
Đây là Meka nấu bún bò Huế nha cả nhà, là bún gốc của người Đà Nẵng Meka, cho nên cả nhà xem ủng hộ là hãy thử nấu cái cách của Meka nấu xem, nó rất là ngon và nước rất là trong và nước đậm đà rất là ngon, cho nên mọi người cố gắng phải thử cái món của Meka ha, để mọi người sẽ enjoy. Now the end, you use the salad you put on the top and now you use the lamb you put around here before you eat, right? Yeah, you see you put lamb on before you eat. Yeah. You can book vegetable, everything, còn cuốn cũng inside, ok? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là show đã xong rồi. Mong mọi người ủng hộ Meka để Meka có tiền đi làm từ thiện nhé. Cảm ơn mọi người xem và ủng hộ, hy vọng mọi người thích. Chúc mọi người ngày thứ bảy cuối tuần thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Gửi lời yêu thương đến gia đình nha, ba các bạn và các anh chị em, cô chú. Thank you so much for watching my beef noodle Vietnamese. I hope you like my show cooking and please try at home and cook with your family and your family enjoy at home and eat the beef noodle and the classic noodle you like and very healthy. So I hope you like and enjoy. Thank you so much for watching. Have a lovely weekend and please don't forget like and subscribe for me. For I have money to do charity. Thank you so much. Bye bye.